Sau trận thất bại trong trận ra quân bảng A SEA Games 31 trước Việt Nam, báo chí Indonesia đã nêu lý do dẫn đến màn thua 3-0 trước nhà đương kim vô địch, trong khi người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng. Theo tờ báo bóng đá Okebola của Indonesia, đội tuyển Garuda có trận thua trước đội chủ nhà Việt Nam. Thứ nhất là do ba cầu thủ ngôi sao được huấn luyện viên Shin Ti Dân tung vào sân là Fajuddin Arianto, Maclock và Ricky Kamuya đã không thể đem lại màn trình diễn ấn tượng trên sân vận động Việt Trì. Thứ hai là chiến thuật đội hình của đội tuyển Indonesia ở AFF Cup 2020 được kỳ vọng sẽ được mô phỏng lại tại SEA Games 2021 cũng không được chip e Maulana Vidya và đồng đội thành hình. Về phần người hâm mộ Indonesia, họ cũng không giấu được sự thất vọng sau trận thua tuyệt đối. Instagram và Twitter của Liên đoàn bóng đá Indonesia BSSA đã bị người hâm mộ tấn công. Cộng đồng mạng bày tỏ sự tức giận và thất vọng. Trước đó, đội tuyển bóng đá u Indonesia ra quân với quyết tâm giành huy chương vàng SEA Games 31 môn bóng đá nam, bù lại cho thất bại trước đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 2019 ở Philippines.